Nếu các bạn mua robot cực kỳ nhanh chóng uy tín và chất lượng, hãy truy cập vào shop kingdrop.com. Bây chứ cần ghi chữ kingdrop, đây kingdrop.com là ra cái shop nha bạn. Đó thì trong shop thì có robot bằng rúp này, rút robot bằng rúp nè, và mua robot siêu rẻ nha bạn. Thì các bạn nhớ ủng hộ shop nhé, cảm ơn các bạn rất nhiều. Đâu xin chào bạn ha, chào mừng các bạn trên của mình là Ni đây, và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục làm về mấy cái tem yêu cầu của bạn ha. Thì có một một bạn mình thấy comment ý kiến cũng khá là hay nha bạn, như là bạn này tên là tiến sĩ Gon nha bạn. Đó, tiến sĩ Gon, bạn này thì kêu mình làm gì, anh làm tem tiền bối sư phụ đi anh. Đó, cái tem tiền bối sư phụ nha bạn. Rồi thì giống như là mình có nhiều phim thì mình không có coi bạn, nên mình không biết tiền bối hay sư phụ của mấy phim đó, nên mình chọn mấy cái phim mà mình biết thôi nha bạn, kiểu kiểu vậy đó. Mà chắc mình chọn cái tem mà của nhân vật chính nha bạn, nhân vật chính nha bạn, nhưng mà chính kiểu gọi sao ta, nhân vật chính, đúng là chính của bộ phim. Thì các bạn giống như là có nhiều nhân vật cũng chính luôn các bạn, chứ không phải là một nhân vật chính á, kiểu kiểu vậy các bạn. Giống như là trong phim My Hero đi, đâu phải một mình Deku là nhân vật chính đâu, đúng không các bạn? Đó, Bakugo này, với lại nói chung là nguyên cái lớp 1A đó cũng là cũng 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 thuộc dạng giống giống nhân vật chính luôn các bạn. Các bạn thấy lúc movie đó là dành giống như dành riêng cho Bakugo luôn á. Còn Deku còn truyền sức mạnh cho Bakugo luôn mà đó. Nhưng mình nghĩ về sau Bakugo sẽ có năm sao là có All for One luôn các bạn. Ơ lộc, One for All, nhầm 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 nhầm. Xem toàn đó, One for All luôn các bạn. Đó, như kiểu kiểu vậy, giống như là kiểu như nhân vật chính 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 đó bạn. Giống như thí dụ nhân vật chính chính đi. Đó, bây giờ mình nói hai số chính đi ha. Nhân vật chính chính đó sẽ có nhân vật chính giúp giúp cho nhân vật chính chính đó, còn nhân vật phụ là khác bạn. Nhân vật phụ giống như là ít xuất hiện mà, giống như là A nè đó, nhân vật ít xuất hiện nè, rồi Fujitora nữa bạn, kiểu kiểu vậy đó. Đó đó đó, nhân vật phụ á bạn ít xuất hiện, còn nhân vật chính là sẽ xuất hiện nhiều đó bạn. Đó, kiểu kiểu vậy ha, nên mình sẽ chọn mấy nhân vật của sư phụ của nhân vật chính nha bạn, mang chính nha. Rồi đây là Minato, Minato mình là sư phụ của Kakashi với lại Obito bạn. Mình không biết Obito với Kakashi có phải là nhân vật chính hay không nữa. Cái này mình không biết bạn, tại Kakashi xuất hiện cũng nhiều trong phim bạn, xuất hiện cũng nhiều, nhưng mà cũng mình cũng không biết nhân vật chính hay không nữa bạn. Nhưng mà Kakashi là chắc chắn của sư phụ nhân vật chính nha bạn, tại vì cái tựa phim đó là của Naruto luôn rồi đó. Còn cái mà mình nói như là chính chính đó bạn, giống như là phim Deku các bạn, đó là My Hero này, đó là nguyên cái lớp 1A, với lại phim One Piece nha bạn. One Piece là nguyên nguyên cái băng mũ rơm mà nhân vật chính luôn nha bạn, chứ không phải là mình mũ Luffy đâu các bạn ơi. Đó, kiểu kiểu vậy. Zoro này, Sanji là tất cả những thành viên trong băng mũ rơm đều nhân vật chính luôn, chứ không phải là một mình Luffy đâu. Nên mình chọn Mihawk luôn nha bạn. Rồi. Ai nữa ta? Ai nữa ta? Chết rồi, mình không coi phim nhiều các bạn ơi. Ai sư phụ nữa trời? Viêm trụ hả bạn? Viêm trụ thì bạn nào phải coi rạp mình biết à, mình cũng không muốn spoil đó bạn. Mình cũng không có muốn spoil, nhưng mà mấy bạn nào mà coi rạp thì sẽ biết. Thì mình chỉ nói qua loa thôi nha, tại mình không muốn spoil nhiều đó, tại có nhiều bạn sợ chưa coi á, mắc công lại nói spoil. Thì trong chiếu rạp á thì như Tanjiro nè, Zenitsu với lại Inosuke bạn đầu heo á, là muốn đi theo ông Viêm trụ nè bạn. Đúng rồi, ông Viêm trụ là muốn đi theo Viêm trụ để học hỏi sức mạnh mày đó, muốn đi theo Viêm trụ kiểu hỏi sức mạnh á. Thì Viêm trụ kiểu đã nhận luôn nha bạn, giống như kiểu là sư phụ luôn rồi nha bạn. Đó, nhưng mà sư phụ được có mấy, có đúng một tập luôn mày, có đúng cái tập đó là toàn, nên trong chắc mình cho Viêm trụ vô luôn ha. Viêm trụ vô luôn rồi, Viêm trụ nha. Rồi ai nữa ta? À Quýt, đúng rồi, Quýt nha bạn, chuẩn nha bạn, đem theo Quýt nữa chứ phải. Thì thấy nhân vật này vô thấy chán thật luôn các bạn. Còn Mỹ Hạnh rồi, không biết mình đủ tiền mình đặt ra hay không nha bạn. Quay năm đã ra rồi đó, quay năm đã ra quái bay rồi đó, mình không biết đặt nổi Mỹ Hạnh hay không nè. Tại mình không có con nào mà gánh tem đầu ngon đó, có On Mai rồi đó bạn, đúng On Mai luôn với Kakashi đó, toàn thật sự, nên mình đi ai dễ nha. Trời rồi, có Quýt luôn nha bạn, tại Quýt mấy bạn biết ở đó trong Dragon Ball nó super đó, thầy của Goku với Vegeta các bạn, không phải là thần quỷ diệt đâu nha, thần quỷ thì là Quýt nha bạn, chứ không phải thần quỷ diệt đâu nha. Thần quỷ diệt chỉ có ngủ rồi đó, phải không thầy? Trời, con này ai vậy ta, nhân vật này ai mình không biết ha, không quen lắm đó, nhân vật này mình cũng không quen, chắc Titan đi nha bạn, Titan đi. Titan nào dễ dễ đây, mình sợ Titan cái map này hơi khó nha bạn, tại vì map Titan này mình nghi nghi quá. Rồi chắc mình đánh với Titan này đi ha, Titan đại hình nha bạn, tại mình sợ đặt Mihawk ra không kịp á, đặt không kịp ra là toang liền á, Mihawk mắc lắm, mới đặt ra mắc nữa không có tiền nâng luôn mấy bạn ơi. Này đã không có bút đao nữa rồi mà không biết đi nổi hay không nữa đây, khi các bậc tiền bối hợp tác với nhau nha bạn.
coi thử có nổi không nhỉ mày. Nếu không nổi chắc mình đi đánh thần quỷ diệt cho lẹ nha, chứ thật sự khó lắm á. Thì mình nói đúng luôn các bạn, bạn hiểu mấy, mình đứng tại đây lại lại đây là bạn hiểu ở gì, mình đi lại lần thứ mấy rồi đó bạn. Không được nha bạn, khó lắm luôn á, tại không có con đế đầu ngon nữa bạn thấy không, không có con nào đế đầu ngon luôn á. Liên chủ đánh quá lâu nè, online cũng đánh lâu nè bạn, Kakashi đánh nhanh nhưng mà đam lại quá yếu. Còn quyết thì thôi bạn khỏi nói ha, bạn biết đó ha, đặt ra không đặt đặt ra chán được cái gì hết nên các bạn hiểu rồi đó. Không nổi thì các bạn ơi đi không nổi luôn á, nên mình sẽ đi thần quỷ diệt nha bạn. Đó, vậy là thần quỷ diệt luôn cũng được luôn, các tiền bối đại chiến với lại thần quỷ diệt luôn cũng được các bạn ơi, các bậc thầy tiền bối của main chính nha bạn. Đó thì trong phim Kitetsu no Yaiba các bạn, ba Inosuke nè, Nezuko với lại Zetsu đều là nhân vật chính luôn các bạn đó. Mà hôm bữa là mình quên tính Nezuko vô nữa, Nezuko cũng là nhân vật chính luôn. Đúng rồi rồi nha, dâu nè, biết ngay mà mình nghi lắm mà đi không nổi thì các bạn, tại vì không có con bánh bay, một con bánh bay là Mỹ Hạnh mà Mỹ Hạnh trời ơi các bạn nhìn mắt kinh khủng luôn á, đặt ra không nổi nên mình nói đúng không, chuẩn luôn không. Khó lắm á chứ chưa có giỡn đâu. Rồi giờ mình sẽ đi thần quỷ diệt đi nha. Rồi vô 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 rồi, vậy là mình cầm whip đánh với lại thần quỷ diệt luôn nha bạn, các bạn thấy không, khi cái bậc tiền bối đánh với lại thần quỷ diệt cũng là tiền bối cũng là thầy luôn nha bạn. Nhưng mà mình cũng không biết, không có nhớ trong phim thần quỷ diệt dạy cái gì các bạn, mình toàn thấy whip không mà ông ngủ á. Nhưng mà nói chung là quyết với thần quỷ diệt cũng là thầy của Goku với lại Vegeta nha bạn, mà trong này không có thần quỷ diệt nên mình không có mang được, nhưng mình mang quyết ha. Rồi để vô mới vô on mai đặt không, ôi on mai đánh xa đó chứ, mới vô đặt vậy xa đó chứ, nhưng mà nó không đặt được nha bạn, chỉ mới vô chỉ đặt được đúng có thầy Kakashi. Nhìn ông thầy Kakashi chán thật sự luôn các bạn. Đó mới vô mình chỉ đặt được đúng ông thầy Kakashi đó, không đặt được ai luôn á chứ, tính ra đâu đặt được ai đâu đó, không đặt được ai luôn bạn. Buma mới vô là thôi nghỉ luôn. Rồi con quái này nhiều máu đây ba, trời mấy bạn ơi mới vô 32 máu bạn không, thầy Kakashi còn đánh còn không kịp nữa mà gì chưa gì đâu, quái bay rồi. Quá chị nhanh rồi, ui vãi vậy, không sao nhé bạn, vẫn được. Vậy mình đặt theo ông thầy Kakashi đã, các bạn thấy trong này thì hiện nút nét lâu quá, các bạn thấy nút nét đúng lâu luôn á, quánh quá trời quánh mà chưa có nét nữa nè, ôi quá chị nhanh dưới à, hơn cái đường này cũng xa nhé mày. Rồi thiếu có 5 đồng nữa vậy. Đất ơi, lẹ lên lẹ lên lẹ lên, vô nhà bây giờ, tại mình tránh vô nhà càng sớm càng tốt nha bạn, tại vì mất máu nhà như mình nói đó, máu nhà rất quan trọng. Thằng quý diệt vô còn nhiều máu là quánh nhiều. Ui mình đặt Mỹ Hạnh đây chắc chém hết quyền máu luôn các bạn, Mỹ Hạnh đây nè, nhưng mát nha, ủa chắc đã lắm á, một Mỹ Hạnh đây thôi nè, chém từ đây tới cuối luôn á, đã nha. Rồi Kakashi ở đây nha bạn, rồi nha, đẹp rồi nha. Xong xài điện, trời ơi nhìn Chidori kìa, trời ơi Chidori không tiêu diệt nổi luôn kìa, nét luôn. Nâng thầy Kakashi lên miếng nha bạn, giờ không biết đặt Buma được hay không nè, phải cái Chidori nhìn chán thiệt chứ. Ôi lên được 51 đam rồi nè, cũng được đấy chứ, level 20 nha bạn. Vậy nâng cho ổng lên này nữa bạn, đánh cho tầm nó xa ra xíu chứ gần quá. Hoặc mình phải để dành, mình để mình lấy online các bạn, tại mấy con quái ba trong này không có châu các bạn, nên mình chưa cần phải đặt Mỹ Hạnh nữa, đỡ lắm mày. Hình như con quái ba trong này có gì ta, rồi coi nhiêu máu này, ôi heo có 50 máu à, rất là ổn luôn á, đỡ thật sự luôn á, đỡ biết bao nhiêu luôn các bạn, có các bạn không, nên rất là ổn luôn, nên không có sao, ổn là vậy đó. Quái ba trong này quá máu rất là thấp luôn nên là thủ rất là đã. Rồi giờ còn mấy con này thôi nhé bạn, cũng được. Rồi chắc mình nghĩ mình nét cho mình đặt Buma liền ha, thằng nhanh lên đó, chết rồi, xong để quánh giết tiêu le lấy giết le tiền bút lên, trời ơi giết nhanh con đó làm đủ tiền mình nâng Buma rồi. Đó có hai con à, đỡ được trừ thật sự, vì có về sau quái bay mới ngàn máu các bạn mới sợ thôi, chứ giờ hiện tại chưa có sao lắm. Còn quái bay mà đi ải tori các bạn là như mới vô đã trăm mấy rồi, trăm mấy 200 rồi, trời trăm mấy trăm rưỡi chứ mày, từ chín mấy tới trăm rưỡi á, trâu lắm. Rồi giờ con một đất nè, vẫn được, thầy Kakashi vẫn làm được nha bạn, không sao. Đó còn Mỹ Hạnh là mình chắc để cuối, gần cuối mình mới đặt nổi bạn ơi, tại Buma bút tiền mới nổi chứ không đặt không được đâu, mắc lắm.
thì mình phải đặt online trước mới thủ nổi nè. Đó, quánh với con Powerful kìa. Trời đất ơi. Vậy là toang rồi ông giàu ơi. Nâng, đó. Vẫn được, vẫn được. Quánh, nó được luôn kìa, ngon. Bài này hơn nghỉ đi, chịu ơi. Giờ mình sẽ để đánh được bảy quái này mình mới đủ tiền nâng cấp nha mày. Ở đầu mình để tiền đặt online chứ. Online ra là gánh tem lần. Gánh tem liền chứ. Vô smart liền. Smart. Smart. Thôi không, không. Không tiêu diệt nổi luôn kìa. Chấm hỏi. Rồi né luôn. Online ra trận. Online đặt đâu ta, đây đi nha. Đánh luôn. Đó. Online mới vô đam 47 cũng được nha bạn, cũng ổn. Không sao. Ô ra gì Torodoki luôn nè bạn. Này, nửa băng nửa lửa nè, con trai của người lửa nè. NT4 này đó 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 nè bạn. Chéo hai tay nè. Đó, đó thấy không? Nè bạn nè, giống như mình nói nè. Nè mới giơ hai tay lên là quái toang nè bạn thấy không? Đó. Chứ qua là lướt tới quái mất máu thì cái đó mình có nói ở trong clip trước rồi đó. Các bạn thấy không? Chỉ cần mới giơ tay thôi là quái đã mất máu trước rồi thì nó không có hợp lý hả bạn. Kiểu như đó bạn thấy không? Muốn đẹp là phải sử dụng tới bạn, lao tới xong rồi hoặc chúng luôn á, rồi mà quái mất máu luôn thì nó chuẩn hơn. Thì cái đó thì mình chỉ muốn góp ý thôi nha bạn, kiểu mình muốn góp ý thôi. Đó. Còn chiêu thức thì anh ta làm thì tuyệt vời các bạn, đẹp đẹp đó giờ mà, ai cũng biết mà. Ôi, ra quái này rồi sao quánh. Rồi nét nữa thôi chứ sao giờ. Nét nữa nâng online rẻ chứ. Ui, sao nó online nâng rẻ vậy? Rồi bây giờ phải đấm nha bạn. Ui, smart rồi kìa. Qua wow, nhìn đấm kìa. Phải thật sự đấm kìa. Phải không? Lực thật sự. Nè nè nè, online mới vừa ra chiêu nè. Đó phải không? Chưa đấm ra nữa đã quái đã mất đó thì cái này thì nó chưa hợp lý thôi chứ còn lại thì tuyệt vời nha mày. Đó, kiểu vậy thôi. Đánh 5 giây tầm 30. Ồ đẹp rồi, đẹp rồi, đẹp rồi. Có online thủ đảo các bạn ơi. Giờ mình nâng Buma thoải mái nè. Để kiếm tiền nâng mỹ hạnh chứ thôi là toang. Đó, phải như vậy. Có online ra là gánh tem liền. Shimasu. Mình nghiện luôn các bạn, nghiện phim luôn á chứ. Chết rồi, thiếu có một đồng nữa nó được bụng ma. Thôi đâu, nâng được online chứ. Nhầm. Coi nghiện luôn các bạn, nguyên liệu luôn quá, không được rồi. Phim này hay quá, làm hại đời rồi. Giờ cái gì cũng shimasu á. Rồi, 7/15 rồi nha các bạn. Ui dồi, đấm phát 200 ngon đó chứ. Ổn, 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 nhưng mà với lại vậy ha, nhớ mình nhớ lúc đầu 500 mấy mà như online giảm đam hay sao ta, mình nhớ lúc đầu level 1 online 515 hay sao á, chỉ thua Luffy chút xíu thôi, Luffy 520 còn online 515 á, mà giờ còn giảm đam nữa chứ, vãi thiệt, chơi kỳ vậy ta, thằng min này không được rồi, rồi nét nha mày, rồi giờ chắc mình đủ tiền nâng một Uma lên nè, lên tiền đó mình biết mà, ngon, mình phải nâng online max trước nha mày, để đấm để thủ. Chúng thôi là toàn mấy con bay dở ra nhiều lắm á. Nhưng mà lần 50-50 cũng sao nha mày. Mình chỉ sợ cuối cùng thằng quý diệt á. Hình như thằng quý diệt quánh vô nhà một phát mà tới 30 máu lần á. Đó, thì này hết 100 máu nè. Nhưng 100 máu nữa là 200 máu rồi. Là mình còn có 144 máu. Phải thiệt chứ. Phải có 144 máu. Toàn. Nhưng không sao, máy bay mình nghỉ lâu nè các bạn. Đi lâu nè. Mình phải đặt mỹ hạnh nhanh mới được. Đó. Nó bu mai lên luôn. Đó, đầy thủ được nha bạn. Chưa cần tiến đâu online đâu. Phải đặt nhanh mỹ hạnh ra trước không thôi là toán các bạn. Tại thần của diệt quánh vô nhà được mà. Một lần tới 30 máu lần á. Không bữa hơn á, mình đi chiều 2 đó bạn thấy không. Quánh vô nhà đúng không máu còn thắng được mà hơn được chứ. Phải tranh thủ mới được, đặt mỹ hạnh nhanh lên. Không thôi là toan liền. Đó, giờ là 3 bài quái là hết 300 máu các bạn thấy không. Giờ 1 cặp nữa là bể nhà đó. Ở buông map rồi nè. Tới đây nè, chỉ tới đây thôi mỹ hạnh chém được rồi các bạn, chém nguyên map. Không biết nâng map nổi không mà nâng map nữa. Rồi đủ không, đủ không, lên tiền. Đó, đầy đẹp luôn nè. Đủ luôn, hay quá vậy. Ngon rồi. Vậy đặt đây luôn nha các bạn, đẹp luôn nè. Đó. Đủ rồi, vậy là một mỹ hạnh đây là gánh rồi nha các bạn. Đó. Một siêu phụ đỉnh cao liền. Đó, sư phụ đỉnh cao liền. Rồi. Giờ chỉ tiếp tục nâng Buma thôi. Trời, đặt được mỹ hạnh là dễ lắm luôn các bạn, không sao nữa. Mọi chuyện này dễ dàng rồi. Nãy giờ viêm trụ, trời mình cứ quên viêm trụ. Ôi, đặt quyết trước chứ, lúc nào phải quyết trước chứ các bạn.
tăng tiền đó, tăng nhà máu nhà lên, quên ha. Trời ơi, mắc gì mình phải mất máu nhà như vậy chứ, quên. Tự nhiên có con mất máu nhà mà cần gì sợ nữa. Trời ơi, quên ha. Mình cứ quên cái nhiệm vụ của Quyết luôn các bạn. Thiên sứ. Rồi. Ôi, mình cái map này nếu mà ra trong Infinity ngon hả bạn, tại Mỹ Hạnh chỉ còn đặt full đây nè là quánh. Quánh hết luôn á, quánh nguyên cái map luôn các bạn. Đã lắm á, Death Note nếu mà đặt ở đây được cũng ngon nè. Mình nghĩ đặt giữa đây không được đâu, Death Note chỉ đặt đây nữa các bạn. Và Death Note đặt đây là cũng chém nguyên cái vòng tròn, nếu mà để mình nâng map Mỹ Hạnh biết nha các bạn. Phải nâng map Mỹ Hạnh mới biết được. Là chém nguyên cái map luôn á. Mà cái map này quái đi cũng dài nữa. Đi cong 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 quẹo quẹo mà. Đã đó chứ. Rồi. Đó, nâng Quyết lên luôn nha các bạn. Để bước nhà cho nhiều nhiều xíu chứ. Nâng cho có chứ bạn. Rồi. 12 trên 15 rồi nè, nhanh vậy. Chưa kịp đặt hết Buma nữa. Phải thật. Rồi, khi mà mình nâng mắt online thì các bạn nghe tiếng nè. Là mình cho các bạn nghe tiếng nha. Đây. Nè. Các bạn nghe không? Smash. Nè, lại nè. Đó bạn nghe không? Smash. Để mình nâng mắt cho bạn nghe nha. Đó bạn nghe không? Từ lại nha. Đó, Smash. Và lúc mình không có phím này, mình nghĩ online đấm xuống vậy là kiểu làm cho đẹp các bạn, kiểu đánh kiểu khác cho đẹp á. Nhưng mà không phải nha bạn, cái đấm xuống này là mình nghĩ đánh như lúc đánh với lại On For One nữa các bạn. Mình nghĩ giống đánh on for, lúc mà đánh On For One mày. Đấm On For One, đấm thẳng xuống đất luôn á. Đó. Xong chiến thắng các bạn, lúc đó là online nghỉ hưu luôn á. Mình nghĩ thấy giống rồi, 15 rồi, ủa 15 rồi à, thì thôi bán. Ôi, mình nâng Mỹ Hạnh cái là không đủ tiền nâng con khác luôn á. Từ coi đủ không nha. Coi đủ không nha. Mình nghĩ là đủ với bạn, tại quái trong này ra cũng nhiều lắm. Không sao đâu. À bốn mấy đủ mà. Được. Ờ đúng rồi bạn, chém gần hết map nè bạn thấy không? Còn khúc này nữa là full map rồi nè. Từ. Ờ đúng rồi bạn ơi, Mỹ Hạnh chém full map luôn á. Wow, vậy là Death Note đặt ở đây đây được rồi nè bạn. Ở đây ngang đây là Death Note quánh full map luôn. Wow. Tuyệt vời rồi, bây giờ mình sẽ nâng ông thầy Kakashi map trước nha bạn. Đây Kakashi. Rồi, viêm trụ nè, Rengoku. Đây. Rồi, vậy đặt hết rồi nha các bạn. 1, 2, 3, 4, 5 rồi đó. Đủ 5 vật rồi nha. Máu nhà nhiêu rồi? Trời ơi, máu nhà đầy nhóc luôn, ngàn máu, trời ơi. Phải chưa? Rồi, giờ thần của gì quánh nhà hộ đi. Gặp Quyết là thần của gì cũng phải quýu người. Rồi, mình đặt nhiều viêm trụ cho dồn nam chết. Thần của gì nhanh luôn nha các bạn. Thôi gì mới level 20 mà mình nâng tới 1.000 luôn kìa bạn, đam to thật sự. Rồi thằng Quý Việt ra nha bạn. Còn Mai ra nữa. Rồi. Đó. Ôi vô nhiều tiền quá vậy. Ôi thằng Quý Việt đi qua được luôn kìa. Dồn vậy mà vẫn qua được vậy. Ủa gì vậy, đặt phim trụ chứ. Ôi. Trời. Mới thấy đầy máu. Trời. Cái gì vậy. Trời ơi, có viêm trụ nhận dồn nhanh thử các bạn. Đúng con này là con dồn đam phải gọi là kinh dị luôn các bạn ơi. Đúng là viêm trụ Rengoku khác ha. Kinh thật. Rồi thì chắc mình kết thúc đi tại đây ha. Thì các bạn nào thấy hay. Ôi. Từ bạn thấy ai không? Mình đang rất mong chờ sư phụ của nhân vật này nè các bạn. Cái nhân vật này nè, mình muốn rất mong chờ sư phụ của nhân vật này nè các bạn. Các bạn biết ai đó gì? Thánh đầu chọc á. Khổ thật sự, chúng biết chừng nào mới ra nè đó. Mình đợi lâu vãi luôn, cái nhân vật này nè mới cần nè mày. Đó. Rồi vậy chắc mình kết thúc đi đây ha. Thì các bạn nào thấy hay thì cho mình xin một like, một subscribe cái mình mới có động lực để những clip hay nữa ha. Ủa mà nói về sư phụ thì Gen nó phải nhân vật chính đâu các bạn, tại vì sư phụ nhân vật chính mà. Mà Saitama nhân vật chính của phim luôn rồi mà sư phụ gì nữa. Đó. Rồi thì cho mình xin một like, một subscribe kính bạn ha. Thì bạn nào muốn có ý kiến nữa chung ý kiến nha, thì cứ comment cái ý kiến cái tem về của mấy bạn á. Rồi bạn nào thấy hay thì cứ like cho bạn đó để mình thực hiện luôn cho nhanh ha. Còn bây giờ thì bye bye.